là 20 pháp chướng ngại mà một vị khi thọ giới tỳ kheo phải trả lời. Con có thể tìm tài liệu về 20 pháp chướng ngại này ở đâu? Mong sư từ bi hướng dẫn. Rồi. Có thể tìm ở đây nhé. Thứ nhất á, là Tạng Luật ha, Đại Phẩm tập 1 đó. Quý vị tìm đây đây nè: vị tỳ khưu được chỉ định ấy nên đến gần người có ý muốn tu lên bậc trên và nên nói với người như vậy: người tên như vậy, hãy lắng nghe. Đối với ngươi bây giờ là thời điểm của sự thật, là thời điểm của bản chất. Trong khi được hỏi giữa hội chúng về việc đã sanh khởi, nếu điều ấy là đúng thì nên nói có, nếu không đúng thì nên nói không có, chớ có bối rối, chớ có mắc cỡ. Các vị sẽ hỏi người như vậy đó. Thì đây là những cái pháp chướng ngại mà một vị khi xuất gia là sẽ được hỏi. Rồi, vì cái vấn đề này thì không có cái gì để phải bổ sung cho nên là sẽ lướt qua.